Xin chào cả nhà nha. Nay hai chồng em đi thăm lờ cả nhà ở dưới khu nhiều muỗi nè. Nhớ anh đang sức sớp heo để mà cho nó đừng có bị muỗi cắn á. Khu này muỗi dữ lắm, muỗi luôn. Muỗi bay như bồ hông vậy đó. Hôm qua đi hai chồng đi thăm cái luồng lờ kia nhưng mà thắt quá cả nhà ơi. Lúc mình đặt thì nước nó lớn á. Đến khi mình đi thăm thì người ta xả cống, nó cái nước nó rút lại, nó khô trên bờ. Và bị một số thì bị chuột cắn, cua kẹp này kia. Ra về thắt quá. Được có 3,5 kg á anh hồi qua. Được có 3 kg mấy à. Không có được cá nhiều luôn. Mà hồi qua được con hàng khủng 800 g. Cũng vớt giá. Coi. Tới em sẽ cũng ấy săn bắt mà hy vọng là sẽ ra nhiều cái clip đặc sắc khác. Ê trong đây nhiều muỗi mà hôm nay nói chung là cũng đỡ muỗi hơn cái lần đầu tiên mình đi vô, tại nay có người ta vô người ta chặt cỏ cho bò này kia đó, với người ta chạy đường nước này kia đó, muỗi nó đi bớt rồi. Có nghe sột sột gì không? Dở lên coi, mở hàng coi. Vô khu này cá lóc cẩn nhiều lắm cả nhà. Cá lóc cẩn với cá chê vàng này kia nhiều lắm. Cái mở hàng đầu tiên may mắn nha. Nó bắt đầu vô, càng vô sâu bên trong là muỗi càng nhiều rồi nè cả nhà. Muỗi dữ lắm, muỗi luôn. Thấy chưa? Ai cầm máy quay mà muỗi anh nó bay bên lỗ tai nghe o o o o. Này à, vô đây là đúng cái câu là muỗi kêu như sáo thổi luôn nè. Có không? Cá sặc không luôn hả? Nay được một lời cá sặc luôn. Có gì không? Còn cá lóc nhỏ hả? Vô khu này là cá lóc cứng mà nhiều dữ lắm luôn. Cứng cá chê vàng. Ê, có cái xuồng ai chạy vô đó đi xịt hay gì á? Hay là cứu con ếch chết luôn hả anh? Hả? Chết luôn hả? Thấy vô đó đi. Em thấy cái chỗ này hình như nước nó bị cái gì vậy đó. Nước nó bị dậy nước ốc hay là gì đó. Thấy hồi nãy vô mà đầu cái đầu kinh vô mà có sặc chết quá trời luôn anh ha. Chắc nó bị nước ốc hay là bị gì á. Ta đang cày đất ở trên ruộng hay gì? Có gì không? Hai con cá chê vàng. Chỗ này bữa hổm dính được con lươn khủng nữa nha. Rồi tới hôm nay luôn không dính được cái gì hết luôn. Dính một lần ha, thấy con muỗi nó bu anh nhớ kìa. Ghê không? Muỗi bu ghê không? Bu cho mày ngạt hết trơn. Ôi đang cầm máy quay mà muỗi nó chích mà chịu không nổi luôn. Cứu luôn hả?
Bỏ chỗ khác hả? Ừ, chỗ này mình đặt quả hổm trúng được lần có được lương nửa ký cái tới nay luôn, không có ấy nữa. Đó, nghe tiếng bạch bạch rồi đó, có gì không? Rồi con nhỏ hả? Con này chắc cỡ 2.5 gram ha anh, 300 hả? Hả? Gì? Bị thăm á hả? Thấy bư, bị bư cỏ ra nát kia. Còn không? Bữa mình đi đặt á, là mình phủ cỏ lợ bít hết cái lò luôn đó nha. Giờ mình lợ là cái lò nó trống trơn rồi. Chắc con cá này là chắc mới vô nè anh, cho nên nó còn nè. Mình đặt lại đi. Đó, ba con luôn phải không? Nó ơi, con nó bị cắn lộn hay gì mà nó sằng sùi luôn rồi. Ba con cá lóc, ba con luôn, có một con nó bị sằng rồi. Ừ, giờ cắn lộn nhau trọng dữ rồi. Đó, cái con này nè. Cắn hỏi mà cái mình nó bị chóc da dãy chân luôn rồi đó. Nghe không? Vô mày cắn lộn chi không biết nữa. Ừ. Mà con này nó cũng đỡ. Nè, còn con này nè. Ba con cá lóc luôn cả nhà. Rồi, được ba con luôn. Vô nó cắn lộn nè. Đó. Cắn lộn nhà đó, cái mình nó bị chóc hết một lớp da luôn rồi, lớp dãy luôn rồi. Ba con mày ở yên đó đi, không chịu đâu, đi cắn nhau chi không biết nữa, cho bị thương tích đầy mình. Đó, nghe quậy một cái ào nữa rồi đó. Mấy con anh? Ồ, 5-6 con luôn mà cá nhỏ nhỏ luôn mà nè. Đậu xanh thiệt là cá lóc cứng. Được mấy con? 7 cá lóc. 7 con cá lóc mà cá lóc đại ca không à cả nhà. Cái này đổ đi, cá lóc của bác không được. Đổ đi. Giờ 7 con cá lóc một cái lờ luôn mà cá lóc đại ca. Cái này đủ nhau vô đi đâu, đi chơi đâu mà giữ gì không biết. Ê, giấu đi. Trời ơi, đụng lươn khủng này cả nhà. Nè cả nhà. Ui, con lươn quá ngon rồi cả nhà ơi. Nè, con lươn to quá to rồi nè. Nè, đó. Con lươn này chắc cũng cỡ giống như quả hổm đó anh hả? Ha, cỡ nửa ký lô đó cả nhà. Này được con lươn này ngon ghê không? Được con lươn khủng rồi. Khu này như mình đặt 2 cái. Em vô mấy khu này để ý là vậy đó, cái chơi vàng nhiều lắm. Dây vàng với lại cá sặc. Vô cái khu này quay cái hình đẹp ghê, trong giấc. Cái chơi vàng cháo chắc. Cũng bê la xì bùa ghê. Được con cá lóc. Sáng giờ được con cá lóc mở hàng. Mới nói luôn, chưa được con cá lóc nào cả nhà, giờ sáng giờ mở hàng. Cá lóc này còn mới không anh? Mới,
Dạ. Mới luôn. Ừ. Mới mới gì đó mình dễ bán nữa nè. Nó không có bị sần mình này kia. Chưa có miếng sự luôn. Chưa có sự đầu sự gì hết. Mới vô luôn đó, cá này. Có cái lương tâm nghề nghiệp. Nãy mình thăm mấy cái lợi đằng đó, nhà gặp cái anh đó, ảnh đi xịt cá. Mình hy vọng là vẫn còn lương tâm nghề nghiệp, mấy cái lợi của mình nó vẫn còn. Chứ để em thôi, lần sau là coi như là mất hết luôn, không còn luôn. Nếu mà người mà thấy thì ta lấy, còn không người ta không lấy đâu. Lại cái đám lục bình chỗ của mình là dở lời, nãy anh đúc thiệt vô xiệt á. Gặp hai ba người luôn, người dân lứ, người xiệt. Có gì không? Sao mỗi lần mà anh giả cái lờ lên mà em nghe nói trời trời em biết trong cái lờ đó có cái gì luôn rồi đó. Nghĩa là một là cá sặc, hai là cá nhỏ nhỏ. Chừng nào mà em biết rồi, em để ý đấy anh. Chừng nào mà anh giả cái lờ lên anh, mà anh cầm em gu, mà anh nhìn ra sao, anh quay qua quay lại anh nhìn có người ta không, là em biết có hàng khủng rồi đó. Mấy ông tôi đi cắm câu, ông cầu mà không biết là cắm cần câu kiểu gì, lúc cắm thì kiểu gì, mà tới bây giờ là cái cần nào cái lưỡi nào nó cũng lên hỏng lên mặt nước trơn luôn rồi, sao dính cá. Em nghĩ chắc cắm mà lúc mà nước lớn đó, bây giờ nước nó giật lại á, giờ cái lưỡi nào nó cũng khô lên mặt nước luôn. Không có cua kẹp á, không có chuột cắn á, là nó còn cá nhiều. Còn nhiều khi lỡ cái đầu cua nó kẹp, chuột nó cắn tùm lum cái lỡ chứ. Đó, nghe sộn sộn, đó. Có cua nữa ha, mà nhờ hên chưa kẹp. Ha, giờ này cá nó ra cái chân lớn này vậy nè anh, ha anh. Cá nó ra thằng lớn này nè. Cái này, mấy cái lời này là mình mới dặm thêm nè. Cua mình bắt mình thảy hết cái nhà, mình không ăn. Cá này cũng còn mới không anh? Bữa nay hình như mình đi thăm lợn, hình như cá nó mới vô là nhiều anh ha. Chắc đuôi hả? Thả hết mấy con cua đi. Phải có thằng Ken nó đi theo là nó gặp con cua là nó khoái lắm. Cặm trời hồi cái nó thả xuống sông. Nó kêu là cho con cua về uống sữa mẹ. Gì vậy đó vậy? Trời, em nghe sồn sồn, em tưởng nó con cá nào nhảy gì đó nữa chứ. Mấy chỗ này là mấy chỗ của họ mình dặm thêm nè cả nhà. Anh nhặt hình như ở chính giữa này nè anh. Đó. Đây giống bùa. Chết mấy con. Ý là mới có 3 đêm phải không anh? Không có chê đó sao nó chết ta? Còn con cá lóc không ở nhà? Còn cá chê chết rồi. Nào, em nói là bây giờ là nó ra sông này rồi nè, trong cái hu, mấy hu kia là mấy hu kinh nhỏ nhỏ nhỏ, bây giờ cá nó không ở trong đó nữa. Nó bị phèn này kia. Rồi đổ cái con cá chê đó đi. Cảnh núi đẹp quá nè cả nhà. Đó. Không chỗ là bên đâu.
Nghe sột sột gì không? Có không anh? Cần cá lóc hay không? Em nói đi, ra sông này là cá nó ra sông này à. Tại giờ cá lóc còn ở này không luôn anh ha. Ôi nhìn này cả nhà, nhìn cò nó bay kìa. Ôi đẹp quá kìa. Ta đang ngấy thuốc ốc trống cái cò đó, nó bay trắng hết trơn luôn. Ôi cái đẹp quá kìa anh. Thì ít ra nó có chạy cũng như cũng không hơn không. Ôi một quầy cò trắng á, kinh ruộng nó bay ra luôn. Chỗ này là nó hồi nãy mình đi qua rồi, giờ mình trở lại nữa cả nhà, tại vì nó bị lạc anh cái là kìa, thấy hay kìa, tìm thấy hay kìa, mà nằm ở trên bờ luôn kìa, sóng đánh văng lên bờ luôn hay là bị người ta thăm mà không biết nữa. Bị đi thăm rồi đúng không? Hay là sóng đánh văng lên bờ anh? Còn được hai con cá lóc, hai cái rô kìa, cái này là sóng đánh văng lên bờ anh ơi. Bây giờ nãy mình nhớ là chỗ này còn lạc một cái mà nhớ nó không có. Bây giờ trở lại mình tìm nữa nha. Đó. Này là cái sóng bánh nhân bờ anh ha. Hai con cá lóc, hai con cá rô ha. Ba con cá rô luôn, cá rô bự không luôn. Ở nãy cái khu này là mình mới đặt nè, mình cái lờ nào nãy mình dở cũng có cá chứ, mình bỏ con cái mình tiếc. Quay trở lại mình tìm. Sót phải không? Bữa mình đi đặt là mình nhớ mình đặt liên tiếp chỗ này là ba cái. Đó, nghe tiếng sột sột rồi đó. Đó, một con cá lóc. Là anh thấy cái đầu nó nhỏng lên không anh? Đâu lũng nhiều lắm hả? Ồ gách một lỗ to nhưng mà vẫn còn một con là hên rồi đó. Nó gách lỗ bự luôn, nhìn là nó đi bớt rồi. Bởi vì cái chỗ này mà mình bỏ lâu là mấy cái là bị gách nát hết trơn luôn anh không, ý là vậy đó mà còn bị gách nữa đó. Cái kia là cái gì? Chỗ này cái bữa mình bị lạc mà anh. Có hai tâm hơi vậy không anh? Hả? Một con cá lóc nữa. Nó gách. Rồi cua nó kẹp một cái cỡ đó luôn đó. Mà còn nữa đâu, còn cá ra hết trơn. Còn lần con là hơn. Bởi vì cái lượng lợi cái chỗ này là lúc nào cũng vậy chứ. Mình không dám bỏ luôn nha. Cỡ bằng công chuyện cỡ nào cũng phải đi thăm hết trơn. Thôi là nó cắn bấy hết trơn luôn á. Kìa đó, nhắc cái chỗ ở dưới giữa này đó, lỡ cỡ đó luôn thấy không? Mà còn cá là cũng hên rồi đó. Cái nào cũng bị gách chân luôn vô khu này á. Gách bấy chân luôn. Cá này là nó còn lại là cũng hên. Bình thường là nó bị gách nó đi hết trơn luôn. Này đi vô trong coi luôn coi. Có hơi hám gì không? Bị nghiêng, bị ờ nghiêng, hơi nghiêng ha. Có dấu phóng gì không? Có đó. Có cá lóc cứng. Đây con cá lóc nhỏ đó nha. Cái bụi cỏ này nó cũng ấm ghê luôn. Mà nhìn nè.
Coi mi lên đi coi. Đi kéo vô, cho anh trống trống cho anh kéo vô. Trời ơi, coi có dấu hiệu cá phóng gì nè. Thấy dấu phóng cái gì nè. Có dấu phóng đằng đầu gốc chẳng hay gì đó. Đỏ, 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 thấy không? Mấy con. Bởi vì em thấy có cái dấu phóng bằng cái đầu đó nè. Con nè, được con có lóc nè các bạn. Nãy giờ chưa có lóc khủng nào luôn. Chỉ có lóc cỡ vậy không á. Không có được con có lóc khủng nào hết luôn. Lông sen, lá sen non nó lên nhóc quá trời. Bông sen cũng lên nhiều lắm rồi kìa. Sen búp á. Sen búp cũng lên nhiều lắm rồi đó. Chỗ này mình thích đi vô trong vậy đó. Đi trong quay á. Mình thấy có ấy gì chơi vậy ta, thấy có dấu phóng gì không à? Con cá lóc con nay được quá, con có con lươn khủng à, chưa được con cá khủng nè. Ở trong cái bên đó là sen lên nhiều lắm luôn rồi anh, sen búp lên nhất luôn. Bông lục bình kìa. Lục bình đẹp ha. Lục bình nè. Đi ra. Đi lắc cái xuồng. Có thấy dấu phóng không? Thấy có dấu phóng không? Thấy là có đó. Đó, đó. Hai con. Kệ đi, có đỡ không? Có ai thấy hoa lục bình không? Lục bình đẹp ha. Cái này mình bẻ về mình ăn với ống kho, cá kho này kia cũng ngon. Vô cái bụi cây trong đó. Hy vọng là vô hàng khủng coi mấy ông. Sớm giờ đi cũng có lai gai nhưng mà nhỏ không à. Không thấy hàng khủng hàng gì hết. Ở đây xanh không mất cỏ sườn luôn. Kè cái lờ bị nghiêng nè kìa. Không biết sao. Coi nghiêng nhưng mà có dấu phóng không. Đó, đó, đó. Ơi, con cá chê vàng bự với mấy con cá lóc luôn. Thấy cái lờ nó bị nghiêng. Nhưng mà nó không có dấu phóng lớn cho nên không có cá lóc bự. Chỗ này được rồi, cũng được 2-3 cái lóc nhỏ nhỏ không à. Đợt sau là nó nói là gán đi, đợt sau là tao cho vô hàng khủng. Đợt sau mẹ tao đi kiếm tao. Đợt sau mẹ tao đi kiếm tao. Cho đi vô hàng khủng luôn. Đang tìm cái lờ này nha cả nhà. Cái lờ này là đợt rồi tưởng đâu mắc nhưng mà không còn. Rồi bữa nay tự nhiên tao làm cắt cỏ quá trời luôn. Không biết có cắt cỏ rồi ấy không. Để coi cái kiếm cái cỏ không. Thấy nãy giờ kiếm nãy giờ mà không thấy nữa. Mà mấy cái chỗ xung quanh này cỏ nhóc chân bên đó cũng cỏ nhóc chân à, mà không cắt đâu. Cắt lúc để thấy lúc nào cũng cắt cũng là không biết là nó vô tình hay là nó làm sao mà cắt ngay chân cái chỗ cái lò mình đặt không à. Mất thiệt rồi. Hai cái. Xu rí ghê luôn ta, lần nào đi thăm lò cũng bị mất. Ít nhất là cũng phải hai cái hay ba cái, bốn cái. Gì đâu. Thăm đâu có được nhiều cá đâu mà bị mắc hoài luôn.
trái cây nữa nè. Vô thiệt nha. Tấm hình bìa đẹp đẹp đây ông. Vô phóng. Có vô phóng mà, có vô phóng mà. Ớt hả? Cá. Rồi. Có bị gách không? À, tao lỗ. Trời ơi, gách một cái lỗ cỡ đó luôn, bởi vì nó gì cá. Vô phóng cá bự ghê luôn mà đi nữa. Ở cái chỗ này nó vậy đó. Lúc nào cũng vậy chứ. Mình không dám bỏ luôn ha. Ý là mình đi thăm đúng cử không mà bị gách nát là chứ. Nè cả nhà. Nè cả nhà, coi nè. Hả? Chuột nó cắn cỡ này nè. Đây nè, nè đó. Nè. Còn to hơn cái bàn tay của mình luôn á. Rồi dưới đây nữa nè, đó. Rồi cá nào trong đây còn nữa? Nè. 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 Cái lỗ cỡ này luôn nè, cá nào đâu còn ở đâu. Cắn cái này là về là có nước bỏ luôn cái lợn luôn, chứ không biết sao giá luôn á nha. Quá trời luôn, lỗ to cỡ này luôn nè. Bởi vì có bao nhiêu con cá hay cái gì chăng nữa nó cũng đi hết trơn à. Còn cái gì nữa đâu mà ấy. Cỡ này luôn. Nản ghê mấy ông này luôn. Rồi mình về tới nhà cả nhà ơi. Nay mình mới đổ cá nè, hôm nay mình được nhiêu đây nè. Không biết là được bao nhiêu. 5 ký 4 trừ cái thao 400 cà gam là còn 5 ký đúng luôn cả nhà. Nay thành quả hai chồng mình đi thăm lò là được 5 ký cá nè. Tưởng đâu không trúng nhưng mà được lai gai cũng đỡ nè, cũng có cái lóc bự cũng hơi trọng á nha, cỡ 300 gram cũng được nhiều à. Nhưng mỡ cá nhỏ á, với được hôm nay được con lương khủng rồi, anh lấy con lương ra căng thử coi là được bao nhiêu anh. Thôi anh căng con lương thử coi là được khoảng bao nhiêu. Dạ. Đẩy vô cái bọc á mới được, con lương này nó chùn dữ lắm, không được là đẩy cái bọc. Nó rớt ra ngoài đất. Đây mình coi thành quả con lương nè cả nhà. 5,5. Cái này nhiêu? 570 gram. Đâu phải, 550 gram. 550 gram rồi anh để vô thao đi. Để vô thao đi rồi căng bì lại cái thao đó để coi bao nhiêu. Thao nhiêu? Cái thao con 550 gram vậy là con lương này 400 gram cả nhà. Đường lương này 400 gram. Rồi em xin chào tạm biệt cả nhà nha. Cho em cả nhà thương hai vợ chồng em, cho em xin một đăng ký, một like và một lượt chia sẻ cả nhà ơi. Anh chào tạm biệt cả nhà.